Trình làng năm 2006, BT50 là loại xe bán tải được ưa chuộng của Mazda tại thị trường châu Âu, Nam và Trung Mỹ. Sau hơn 4 năm có mặt trên thị trường toàn cầu vào cuối năm 2014, mẫu xe này mới xuất hiện tại Việt Nam và góp mặt vào làng pick-up, vốn có khá nhiều lựa chọn. Những chiếc Mazda BT50 2012 đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2012. Sử dụng động cơ dầu E5 có hỗ trợ tăng áp với dung tích 3.2 lít kết hợp với hệ thống dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 6 cấp với hệ thống gài cầu điện tử. Xe có công suất tối đa 197 mã lực tại 3.000 vòng một phút và mô men xoắn cực đại 470 Nm tại 1.750 tới 2.500 vòng một phút. Với động cơ này, BT50 trở thành mẫu xe bán tải mạnh nhất tại Việt Nam. Mazda phiên bản BT50 làm thay đổi suy nghĩ quen thuộc của người dùng về những mẫu xe bán tải. Giờ đây, chủ nhân của những chiếc BT50 không chỉ dùng nó cho các chuyến đi công trường, các chuyến công tác miền núi mà hoàn toàn có thể sử dụng vào việc đi làm, mua sắm hoặc vi vu dạo phố mà không hề sợ bị lệch tông. Bây giờ mời quý vị cùng khám phá chiến binh hoàn hảo Mazda BT50 phiên bản được độ gói ARV Accessory nhé. Tết đèn! Xin chào các bạn! Chắc là các bạn đang thắc mắc vì sao Khoa có mặt ở cánh đồng cỏ lau rộng mênh mang như thế này. Để tiếp nối các bạn những trải nghiệm thú vị bất tận trong chuyên mục lái và trải nghiệm ngày hôm nay, Khoa cùng với người bạn đồng hành Phan Ngọc Minh sẽ cùng dắt các bạn đến một trải nghiệm thú vị tiếp theo. Đó là Mazda BT50 và anh ta đang trên đường tới. Vâng, cùng chào đón người bạn đồng hành rất quen thuộc của Khoa. Alan. Mời quý ngài xuống xe. Trước mặt chúng ta là chiếc Mazda BT50 dòng máy 3.2. Đây là một trong những chiếc xe có bán tải mạnh nhất ở Việt Nam hiện nay. Và không những thế, chiếc xe này như Khoa thấy là đã được độ lên rất là nhiều để làm cho nó mạnh mẽ và cái khả năng vượt địa hình nó vượt trội hơn nhiều. Về kích cỡ nó đã được xem là lớn nhất bây giờ chưa? Về kích cỡ so với cái dòng phân phối chính thức trong thị trường trong nước thì là Mazda BT là lớn nhất. Tổng chiều dài từ trước ra sau là khoảng gần 5m4 so với những dòng bán tải của bên thị trường Mỹ là khoảng 6m. Và bề ngang thì khoảng 1m83. Bề cao cũng tương đương 1m83. Như Khoa biết đó, thị trường pick-up Việt Nam đa số là các dòng xe có cái dung tích động cơ khoảng từ 2.2.2. Còn lớn nhất là Colorado, Chevrolet Colorado là 2.8. Tuy nhiên Mazda BT ra ngay lập tức đánh vào phân khúc hạng nặng với động cơ 3.2 turbo diesel. Cái ấn tượng của em là mặc dù rất là to nhưng nó không mang cái vẻ gồ ghề nặng nề. Đối với em nó là khá là đẹp. Cái mặt là rằng đa số các xe là nó vuông, còn của Mazda BT thì nó giống như là một cái gương mặt đang nở một nụ cười. Anh có thể cho em biết thêm công dụng của cái tời nhỏ xíu này nó có thể làm được gì không nhỉ? Chiếc xe này là trọng lượng của mình khoảng 2 tấn 3. Cái tời này có thể kéo được gấp đôi, gần gấp đôi trọng lượng của chiếc xe. Để gắn được cái cản này tời thì chúng ta cần phải nâng cấp một số cái gói phụ kiện trong xe, gồm có là phục, lò xo và phía sau là nhíp. Có nghĩa là khi chúng ta muốn thay cái cản này, chúng ta phải thay luôn những bộ phận khác liên quan. Đúng rồi, mình gắn cản thì cái trọng lượng phía trước xe nó hơi nặng, nó sẽ cái đầu xe nó chúi xuống một chút, cho nên mình phải thay cái lò xo với cái khả năng chịu lực cao hơn một tí. Thì như chiếc xe này có một cái mà Khoa không thấy, đó là cái tấm thép. Toàn bộ gầm xe đã được bảo vệ bởi cái tấm thép dày 4 ly này. Thế bánh xe nó đã được thay hay là nó là bánh xe nguyên bản anh nhỉ? Cái mâm xe là mâm nguyên bản. Cái lốp thì đã được chủ nhân trang bị cho bộ lốp BF Goodrich AT, tức là phối hợp đi giữa đường nhựa và đường đất địa hình. Để gắn được cái lốp lớn như thế này thì chúng ta thay cái lò xo để cho cái khoảng sáng gầm xe nó cao lên một chút. Thì khi mình cái lốp bề ngang nó lớn nó sẽ không bị chạm vào các cái bộ phận khác của xe. Như Khoa thấy là phía trên của chiếc xe thì có lắp thêm cái bộ giá để chở hàng. Nó có thể chịu được bao nhiêu kg trên này anh nhỉ? Cái giá này theo khuyến cáo của nhà sản xuất là nó có thể chất được trọng lượng tối đa là 100kg. Ngoài ra thì cái tác dụng của giá thì nó cung cấp cho chúng ta thêm một cái chỗ để mình lắp thêm cái đèn pha chiếu xa phía trước cũng như là cái đèn chiếu phía sau. Khi mà chúng ta lùi và vô số gia thì nó sẽ sáng, nó làm cho an toàn hơn. Em thấy cái cản sau này chắc mục đích không phải chỉ dùng để trang trí đúng không? Cái cản sau này là nó bảo vệ cái phần phía sau của xe. Thì hai bên nó có hai cái móc cứu hộ để chúng ta có thể móc vào đây và kéo. Chúng ta hãy cùng khám phá nội thất của Mazda BT50. Yeah! Em không nghĩ là mình đang ngồi bên trong một chiếc xe bán tải đâu. Có cảm giác mọi thứ ở đây cho em hiểu là em đang ngồi bên trong một chiếc xe du lịch đời mới. Anh cũng đồng ý với Khoa, mọi cái đều được
bố trí rất là thuận tiện, các cái nút điều khiển nằm ngay đúng cái tầm tay của mình. Mặc dù là xe bán tải nhưng mà có thấy là đây nó có hai vùng điều hòa khác nhau nè. Rồi ở đây có thêm cái tính năng là downhill control, tức là khi mà số tự động đó, nếu mà mình đổ đèo dốc, mình đạp thắng liên tục thì nó sẽ rất là hại thắng. Thì mình bật cái chức năng này lên thì cái máy nó sẽ tự động nó hãm tốc độ lại. Ở đây còn có thêm một số tính năng mà anh thấy chỉ có ở những cái dòng xe sedan từ cao cấp, ví dụ như là điện thoại Bluetooth được tích hợp trên vô lăng nè. Có khá là nhiều nút được tích hợp vào trong một cái khu vực nhỏ nhỏ như thế này. Rất là ngạc nhiên là còn có cả một cái màn hình nhỏ nhỏ như một cái iPhone ở phía trên hiển thị tất cả các thông tin. Anh thích bố trí kiểu này hơn. Tất cả đều được hiển thị và mỗi chức năng là một cái nút riêng biệt. Cách âm của nó khá tốt. Hoàn toàn chúng ta không nghe gì phía bên ngoài. Hệ thống âm thanh thì rất là... rất là ấm, đúng không? Nào, hãy cùng khám phá khả năng chinh phục địa hình đồi núi gồ ghề của chiến binh hoàn hảo này, quý vị nhé. Chuyên gia Phan Ngọc Minh và rocker Phạm Anh Khoa quá đam mê off-road nên đã cố tình để chiếc Mazda BT50 xa lầy. Hãy xem sức mạnh của chiến binh Mazda BT50 và sự khéo léo xử lý của off-roader chuyên nghiệp Phan Ngọc Minh cùng với rocker Phạm Anh Khoa. Anh ơi, vụ gì hấp dẫn vậy anh? Bây giờ xe mình đã bị mắc lầy và mình phải tự tời lên. Vậy á? Bây giờ mình sử dụng cái bộ phận, cái sợi dây này gọi là tri trân, là để nó bảo vệ cái thân cây. Nhưng mà anh nghĩ là cái thân cây nó có chịu nổi trọng lượng cái xe không? Chịu nổi, bởi vì mình để neo sát đất. Bây giờ anh sẽ kéo dây tời móc vô. Khoa đứng đây đợi anh ha. Ok. Thỉnh thoảng chương trình vẫn gặp một vài sự cố nhỏ nhỏ nhưng rất là thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên Khoa có cái cảm giác được biết như thế nào là công tác cứu hộ xe trực tiếp bên ngoài hiện trường. Gần như nguyên hai bánh trước đều đang nằm dưới lớp bùn và rất là khó để thoát ra. Thì vì chúng ta sẽ tự giải thoát chứ không phải nhờ đến một chiếc xe cứu hộ nào cả. Bằng cái hệ thống mà nhỏ nhỏ lúc nãy Khoa có hỏi là dùng để làm gì, đó là cái tời. Em có một cảm giác bất an. Em gài số, em đạp nhẹ nhẹ thôi. Rồi, đánh lái qua phía bên này. Vô số chưa? Dạ rồi. Đạp đi. Rồi, từ thôi, đó, nhẹ nhẹ thôi. Ok. Yeah! Rồi, đánh lái qua bên kia Khoa, đánh lái qua bên kia. Được rồi, rồi, từ từ, đạp ga nhẹ nhẹ thôi. Rồi, đạp ga coi. Rồi, đánh lái qua đây. Rồi, nhẹ, trả lại bớt, trả lại. Đạp ga đi. Ok. Yeah, Khoa đã góp công vào việc cứu hộ chiếc xe này. Các bạn thấy đấy, rõ ràng là có xảy ra sự cố thì mình mới biết rằng nó rất hữu hiệu trong việc tự bản thân mình cứu mình ra khỏi một cái vùng đầm lầy rất là khó khăn như thế này. Bản thân Khoa nghĩ Khoa với anh Minh có dùng bao nhiêu công lực đi chăng nữa cũng không thể đẩy được chiếc xe lên. Vâng, và công tác cứu hộ vừa rồi cũng đã khép lại ít phút vừa qua của lái và trải nghiệm. Hy vọng là chúng tôi sẽ còn gửi đến các bạn những chuyến phiêu lưu khác thú vị hơn nhiều nữa. Và nhân đây cũng cảm ơn anh Minh rất là nhiều đã cho em biết được công tác cứu hộ thực sự nó như thế nào. Và Khoa tin là mọi người cũng đã có đầy đủ những cái sự giải đáp cho những cái thắc mắc về anh chàng to con Mazda BT50 này. Còn anh có muốn nhắn gửi gì đến các bạn khán giả đang xem chương trình không? Xin cảm ơn rocker Phạm Khoa và xin chào các bạn khán giả. Hôm nay tôi rất vui được cùng trải nghiệm Mazda BT, một chiến binh khỏe khoắn nhất trong dòng pickup ở Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong series kỳ tới với nhiều pha action hay hơn.